Em Nhật phát chúng tôi có một cô nàng mèo máy rất thông minh và dễ thương. Cô mèo máy Doraemon có một sở thích rất hay ho, đó là luôn học hỏi không ngừng. Tất cả những kho tàng kiến thức rộng lớn của nhân loại luôn được cô ứng dụng vào môi trường làm việc tại Tân Nhật Pháp. Bạn có tin không? Từ băng truyền thần kỳ này cho đến những chiếc máy rửa chén siêu tốc này và cả những công nghệ trình ký quản lý tài liệu hiện đại bậc nhất thế giới này nữa, đều là những bảo bối thần kỳ của cô mèo máy dễ thương này đó. Nhưng có một điều bạn chưa biết, khi bước qua cánh cửa thần kỳ tại Tân Nhật Pháp, bạn sẽ còn gặp nhiều chú mèo máy dễ thương như thế này nữa. Mỗi chú mèo máy đều sở hữu những bảo bối thần kỳ. Một trong số những bảo bối kỳ diệu đấy, đó chính là càng thêm khó khăn càng gần bên nhau, nhẹ đi nỗi đau chia đôi muộn sầu, vượt qua cơn giông lớn ngày lại thêm vui hơn. Từ lâu nay ta vẫn thế chung sức vai kề, ban cho nhau nắng mai, đùm bọc nhau khi nắng chiếu vai, gần bên nhau vang lên tiếng ca, nhọc nhằn cũng sớm phải nhòa. Bao đau thương sẽ qua, nụ cười em thơ như pháo hoa. Mình cầm tay nhau, mình cầm tay nhau đi, dừng dừng đôi hàng mi. Hai khúc ca bên tiếng mọi người, mà làn sóng khắp đêm phút xanh cuộc đời. Tình ta cất lên niềm vui, bầu trời hôm nay sáng hơn mọi ngày. Sóng phát tay bắt đi mừng về, một ngày mới có nắng lên gần kề. Mưa giông đã qua rồi, ta cho những nụ cười mới. Vì một Việt Nam sáng tươi. Cũng sẽ quay về với đất trời Việt Nam. Đi đến đâu, dù xa đến đâu, ta vẫn chung nhau một nhà. Cùng trao nhau những nụ cười mang đến khắp mọi nơi. Vì một Việt Nam sáng tươi. Tự hào như lúc này, Tân Hiệp Phát cùng giúp đỡ nhau đứng dậy. Từ người to đến người nhỏ đều chung tay, đồng lòng tạo nên bức tranh để nhân văn chưa từng thấy. Và dù ở nhà hay ba tê, Đài Văn sẽ là nơi mà ai cũng muốn quay về. Với một tinh thần chung phải luôn luôn thật bình tĩnh, và đó chính là chúng ta TSB thật bản lĩnh nha. Mang cho nhau nắng mây, đùm bọc nhau khi nắng chiếu vai, gần bên nhau vang lên tiếng ca, nhọc nhằn cũng sớm phai nhòa. Bao đau thương sẽ qua, nụ cười em thơ như pháo hoa. Mình cầm tay nhau, mình cầm tay nhau đi, dừng dừng đôi hàn mi. Hát cùng cả mấy tiếng mọi người, làn sóng khắp đêm phút giây cuộc đời. Tình ta cất lên niềm vui, bầu trời hôm nay sáng hơn mọi ngày. Sóng phát tay bắt tay mừng về, một ngày mới có nắng lên gần kề. Mưa giông đã qua rồi, ta cho những nụ cười mới. Vì một Việt Nam sáng tươi. Cảm ơn tất cả sự nỗ lực của chúng ta. Chính trong gian khó, ta đã thấy được sức mạnh của ý chí, của sự linh hoạt và sáng tạo. Đó chính là những bảo bối thần kỳ mà chúng ta đang sở hữu, đưa tập đoàn Tân Hiệp Phát vượt qua mọi thử thách, gian lao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.